Xin chào tất cả các bạn. Vừa rồi thì mình đã thực hiện một chuyến du mục đi trong khoảng 2 năm. Và trong 2 năm ấy mình đã mang những đồ dùng gì, mình xin chia sẻ với các bạn. Biết đâu thì các bạn sẽ có thêm một chút kinh nghiệm. Ngày xưa ấy, trước chuyến đi du mục này thì mình có đi những chuyến du lịch. Và thường mỗi lần đi như thế chỉ vài ngày thôi, mình có thể vác theo 2 đến 3 cái vali liền. Khủng khiếp luôn. Và ngay cả trong thời gian đi du mục ấy, ở cái phần đầu tiên chuyến đi không đồng ấy, mình cũng vác theo tận 3-4 cái ba lô. Ui, nói chung là khủng khiếp lắm. Chỉ riêng cái việc xử lý hết đống đồ đạc ấy thì đã mất bao nhiêu thời gian rồi. Và dần dần thì mình rút ra kinh nghiệm. Đến cuối cùng thì mình đã tinh giản lại, chỉ còn mang đi những đồ thực sự cần thiết và dùng đến mà thôi. Nào, thế bây giờ mình sẽ chia sẻ nhé. Đầu tiên thì mình sẽ phải có cái ba lô. Đây, vừa đựng được nhiều đồ ấy, nó lại vừa dễ dàng cầm. Ở trước đấy thì mình có dùng một số cái ba lô theo núi mà nó có cái phần lưng cứng ấy, nhưng mà mình rút ra kinh nghiệm là loại ấy chỉ là để đeo lúc leo núi thôi, chứ còn bình thường thì nó không tiện đâu, bởi vì nó đựng được ít lắm mà nó lại cứng. Bây giờ mình sẽ nói về một số đồ mang tính chất là tư trang rất là cần thiết. Mình đựng các đồ tư trang vào cái túi này để có cái gì đó xách đi vào chỗ tắm rửa ấy, vệ sinh thì nó tiện. Đầu tiên không thể thiếu được là sữa rửa mặt này, kem đánh răng này, bàn chải đánh răng này. Cái này là thuốc chăm mắt, khăn mặt này mình mang dạng khăn bé xíu này đi thôi. Dầu gội đầu hoặc là sữa tắm, một số các loại thuốc với thuốc dị ứng này, thuốc cảm này, cái để chống muỗi, xịt chống muỗi. À, loại không thể thiếu được là Bacbarin. Đây, còn người ta chỗ này nữa. Có dao và kéo. Dao và kéo thì nó sẽ rất là hữu dụng ở trong những trường hợp mình đi camping. Lúc ấy thì mình sẽ phải dùng dao và kéo để mình còn cắt đồ. Rồi, bật lửa mình cũng mang đi, tại vì thường là mình sẽ đi camping mà. Bật lửa thì mình sẽ dùng ở trong cái trường hợp là mình sẽ làm cái đống củi đốt lên để nướng đồ ấy. Tư trang cá nhân thì mình sẽ mang một cái túi bé như thế này thôi. À, mình sẽ cho nó vào trong cái ba lô của mình nha. Rồi tiếp theo, đồ quan trọng số 2 chính là quần áo. Cái mà không thể thiếu được đó chính là đồ lót nhá. Đồ lót thì là đương nhiên rồi này. Ngoài ra thì bao giờ mình cũng mang theo một cái bộ đồ thể thao. Đấy, áo thể thao, bra. Cái bộ này có điểm hay là nó vừa có thể làm áo thể thao để chạy tập thể dục mà lại có thể là làm đồ bơi nữa, rất là tiện. Áo thì mình mang theo 2 cái, quần mình cũng mang theo 2 cái, 2 cái quần dài đấy. Ngoài ra thì mang theo một cái váy, mình có thể mang theo cái áo chống nắng, đồng thời thì làm áo khoác cũng được. Đấy, mình sẽ cho hết cái đống quần áo này vào trong ba lô. Mình sẽ phải có một cái bình nước này. Đấy, mang đi để còn đựng nước. Đấy, cho vào đây. Tiếp theo là mang đi theo một cái lều. Đấy, loại lều này là cái loại mà có thể là gấp gọn được này. Đấy, sau khi mà mình dựng lều xong thì mình rút toàn bộ cái thanh ra, mình gấp nó vào, cho vào đây, khá là gọn. Khi nào bạn mua lều thì bạn nên mua loại này nhé. Đừng có mua cái loại mà nó là loại mà tự bung ấy. Ôi, cái loại tự bung thì nó khá là to, nặng đó. Và đôi khi lại có cái hình tròn ấy thì mình mang đi nó hơi khó khăn. Rồi, bây giờ mình sẽ nói đến một số đồ chuyên dụng hơn. Thì các bạn đã biết là mình làm travel blogger đúng không? Nghĩa là trong một chuyến đi là mình luôn cố gắng là quay chụp và viết bài. Vì thế nên mình sẽ phải mang đi một số đồ mang tính chất khá là đặc trưng. Đồ đặc trưng thứ nhất mình muốn nói ấy, chính là máy ảnh Flycam. Đây, cái chỗ này trông thế này thôi mà nặng lắm luôn ấy. Trời ơi, đây là túi chống ẩm đấy. Mình cho toàn bộ máy ảnh vào cái túi này để chống ẩm. Thế nếu không tới thời tiết nồm của miền Bắc thì nó sẽ hỏng mất. Cái này là hộp chống ẩm nhá, thứ mà mình quý nhất như vàng luôn đây này, đó chính là máy ảnh.
máy ảnh. Đây là máy ảnh Canon M50 Mark II. Trời ơi, tuy là chỉ thỉnh thoảng mình đem ra chụp thôi, bởi vì thực ra nó không tiện lắm, không tiện bằng so với điện thoại hay là GoPro. Thế nhưng mà mình phải bảo vệ nó kỹ nhất so với tất cả các món đồ luôn. Không được để nó ẩm, không được để mưa ướt vào, rồi tất cả mọi thứ va đập ta đều phải tránh nó ra. Trời ơi, quý như vàng luôn. Rồi và tiếp theo cái gì đây? Cái này là flycam, chắc các bạn biết rồi đúng không? Flycam kèm theo với cả tay cầm đây này. Tay cầm, đấy, cho vào túi này để mang đi. Mềm mại, dễ chịu, nhiều ngăn. Nói chung là mình cảm thấy rất là ok, không có gì để chê cả. Cái túi này là mình quý nhất vì có nhiều đồ máy ảnh rồi nên mình sẽ đựng nó với cả một số những cái đồ quan trọng. Đây, như các bạn nhìn thấy này, nó sẽ là căn cước công dân này, thẻ ngân hàng này, bằng lái xe này, và đây là cái thẻ nhà của mình. Khi vào phải quẹt thì mới vào nhà ấy. Còn đi kèm với những cái đồ quay chụp chính này thì sẽ có một số phụ kiện nho nhỏ, ví dụ như là pin máy ảnh này, đầu đọc thẻ nhớ này, cái này là mic, mình dùng cái loại mic bé nhất để có thể là thu được tiếng cho rõ nét. Còn ngoài ra thì có một số phụ kiện nặng hơn, đó là len máy ảnh đấy. Đấy, cái len này có thể zoom được xa. Rồi bên cạnh đấy thì mình mang đi các loại sạc, sạc máy ảnh này, sạc máy ảnh hai cái, sạc điện thoại. Từ hồi mà làm quay chụp mình đi đâu cũng sách lách, trời ơi bao nhiêu là thứ luôn. Về sau mình thấy thương những người quay chụp lắm, để có một cái video trời vất vả kinh khủng, dù nó chỉ có vài giây vài phút thôi nhưng mà nó là công sức đấy. Pin cho flycam, cái loại pin này khá là tiện nhá. Bạn nào mà mua flycam ấy thì có thể là dùng cái pin flycam này để sạc luôn, làm sạc dự phòng ấy, sạc dự phòng cho toàn bộ các thiết bị. Mình thấy nó sạc cũng được phết. Nên từ hồi mà dùng pin của flycam này là mình không hề cần phải dùng tới cái loại sạc dự phòng nữa. Chỗ này trông thế thôi nhưng mà vì thiết bị quay chụp nhiều ấy nên nó phải rơi đến khoảng độ tầm hơn 10 cân. Ngoài ra thì mình còn có thêm một cái này nữa. Đấy là chân máy ảnh. Đây này, nó có thể thay được đầu, lúc thì quay dọc, lúc thì quay ngang, khá là tiện. Nhưng mà mình khuyên nếu mà bạn nào đang có ý định mà làm quay chụp ấy thì cố gắng mua cái loại xịn xịn nhé. Mua cái loại lởm là hơi tí nó hỏng ấy. Và đây là toàn bộ đồ dùng của mình mang đi. Cứ thế là mình khoang nó đi thôi. Lên, nói chung là bài học kinh nghiệm của mình đặt ra cho tất cả mọi người ấy, là trong hành trình đi ấy, đừng quá lo lắng về hành lý, đồ dùng. Thực ra ấy, càng tối giản thì càng hay. Thế còn các bạn mang hành lý như thế nào? Chia sẻ với mình nhé. Thôi, chào tất cả các bạn. Hẹn các bạn trong video sau.